Yo, Phantom on the mic. Xin chào các bạn đã ghé thăm channel Phantom Gaming. Mình là Phantom đây. Trong video lần này, mình sẽ giới thiệu tổng quan về con game NFT Idol Cyber đang nhận được sự chú ý trên thị trường. Vào những tuần vừa qua, sức hot của các tựa game như Hero Empire hay Titan đang rất là mạnh. Đơn giản họ vừa khởi chạy trên bảng Technic. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, sân khấu sẽ được nhường lại cho Idol Cyber. Đây là một tựa game NFT Play to Earn theo phong cách Tower Defense, được phát triển từ Cyberworld, trước đó đã khởi chạy trên Android và iOS. Rất là thành công với hơn 500.000 lượt tải về trên đa nền tảng. Điều thú vị ở đây là khi bạn đến với Idol Cyber, bạn sẽ có thể trải nghiệm được tựa game đỉnh cao lại còn kiếm thêm thu nhập cho chính mình. Đầu tiên, hãy đến với trang chủ chính của Idol Cyber. Vừa nhìn thôi là cảm giác như một thế giới đến từ tương lai với công nghệ và robot hiện đại rồi. Game sẽ được phát triển trên các nền tảng như Android, iOS và cả web game. Tiêu chí chính là chơi game giải trí, chơi game kiếm tiền và tối đa hóa lợi nhuận của mọi người bằng tính năng DeFi. Tiếp đó là những hero tiêu biểu. Phần red map và team thì mình sẽ nói kỹ hơn ở một big deck. Game cũng được đầu tư và hỗ trợ bởi các thương hiệu lớn. Đáng chú ý là Starbun, một cổng thông tin được ví như Steam thứ hai ở môi trường NFT game Play to Earn. Điều này có nghĩa là Idol Cyber đang sở hữu một cánh cổng rộng mở để phát triển đưa người dùng lên tới đỉnh cao của dòng game kiếm tiền. Tiếp đến là những câu hỏi thường gặp. Lại thêm một điểm cộng là Idol Cyber sẽ được phát triển trên Binance Chain, một nơi mà mọi nhà đầu tư đều tin tưởng và đổ vào nó. Ok, giờ ta hãy xem Big Deck để hiểu rõ hơn về dự án NFT game này nhé. Đầu tiên là về phần nghiên cứu thị trường, tổng quan về ngành game của thế giới. Chú ý ở mục thứ 7, game mobile chiếm đến 57% mảng digital game và Idol Cyber là một phần trong đó. Có môi trường phát triển lớn thì Idol Cyber chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ môi trường này. Giới thiệu về tổng quan game. Tiếp đến là Idol Play to Earn. Đây sẽ là câu trả lời cho các bạn muốn đầu tư chơi game về vấn đề tiền sẽ đổ vào đâu và lợi nhuận từ đâu sinh ra. Nếu bạn là người mới chơi, bạn sẽ mua NFT ở Marketplace để tham gia vào game. Khi có được NFT, bạn sẽ bắt đầu việc Play to Earn. Nhờ đó sẽ có phần thưởng, token. Từ token có thể giao dịch, chuyển đổi ra tiền cho bạn. Hoặc từ phần thưởng sẽ ra thẻ tướng là NFT. Bạn bán nó đi, vẫn sinh ra lợi nhuận cho bạn. Và các player với nhau sẽ tương tác trao đổi qua Marketplace của game dưới sự tối ưu hóa của hệ thống DeFi. Nó rõ hơn về phần Play to Earn, gồm hệ thống nhiệm vụ ngày, các thành tựu, mục tiêu của nhiệm vụ. Về PvE thì gồm có chế độ chiến dịch, chế độ cổng ngục theo ngày. PvP thì sẽ có khu vực riêng, mùa giải theo tuần, thêm nữa là các hệ thống giải đấu. Tiếp đến là việc update. Bạn cần tài nguyên và token để up sức mạnh cho hero của bạn. Từ đó việc kiếm ra tài nguyên và token sẽ dễ dàng hơn và còn có thể tiết kiệm được quỹ thời gian của mình. Mục kế là nơi có thể thu về token gồm có hoàn thành các cột mốc chiến dịch, các cổng ngục hàng ngày, nhiệm vụ và bảng xếp hạng PvP, PvE thì triệu hồi các hero, phát triển và nâng cấp các hero và nâng cấp trang bị. Tiếp theo là thu thập NFT hero. Trong game gồm hơn 64 nhân vật được chia vào 4 lách khác nhau. Để triệu hồi được hero thì cần phải sử dụng Cyber Token. Rằng hero được chia theo 5 cấp bậc khác nhau và trang bị cũng chia theo 5 bậc, đi kèm với những món như vũ khí, giáp mũ và các phụ kiện bổ sung. Và tên token của Idol Cyber là AFK Token. Nó sẽ được lên trên sàn Binance, đi kèm một số thông tin về số lượng supply, biểu đồ phân bố token qua các hạng mục. Sau đó là kế hoạch phân chia token cho các đội ngũ nhằm tránh các trường hợp không hay xảy ra. Về phần roadmap, vào quý 4 năm 2021 sẽ phát hành NFT item, ra mắt hệ thống Marketplace và bảng Alpha Test. Vào quý 1 năm 2022, ra mắt thế giới, cửa hàng Tower Plus, PvP thời gian thực, răng cùng với các phần thưởng. Vào quý 2 sẽ có rúp chiến thời gian thực, răng phần thưởng rúp, gui chiến, sự kiện đặc biệt, đảo người chơi. Vào quý 4 sẽ ra mắt hệ thống xây dựng, chế tạo, trao đổi tài nguyên của đảo người chơi. Về phần team của Idol Cyber, đa số thuộc studio của Bmod, một trong những nhà phát hành game mobile trẻ nhưng có kỹ năng cũng như tầm nhìn rộng. Lấy ví dụ như tựa game Cooking Tour, một thời làm mưa làm gió cho các bạn trẻ. Bên cạnh đó còn có những lập trình viên hơn 4-5 năm kinh nghiệm
về mảng game đồ họa. Và với những cố vấn có tên tuổi trong lĩnh vực NFT, game nói riêng và blockchain nói chung. Và trên trang Twitter của Idol Cyber vừa có 3 sự kiện nổi bật như cuộc thi sáng tạo cho người làm nội dung về game cùng với các giải thưởng, mini game tặng $100 cho người may mắn qua ví Binance và gần đây nhất là Airdrop với tổng giá trị lên đến 30.000 USDT. Ok, mình sẽ vào nhanh một trận gameplay cho các bạn hình dung về cơ chế chiến đấu trong Idol Cyber. Khi bạn đã set up các hero giờ game sẽ tự chiến đấu, bạn sẽ có thể nhận được các phụ kiện hỗ trợ nhằm thiết lập 7 tiêu diệt các cyberpawn tiến vào pháo đài. Đúng với cái tên Idol là sự nhàn rỗi, bạn có thể treo hoặc làm việc khác mà vẫn có tiền. Mình cũng xin nhắc trước, video này không phải lời khuyên hay xúi dục đầu tư nhé, chỉ là quan điểm cá nhân về kiến thức ít ỏi của mình. Tiền và cơ hội nằm trong sự quyết định của bạn. Ok, và đó là toàn bộ video của mình chia sẻ về Idol Cyber. Nếu có gì thắc mắc các bạn hãy comment bên dưới nha. Còn nếu các bạn muốn mình làm video về vấn đề gì tiếp theo hay review tựa game nào tiếp theo cũng comment bên dưới luôn. Và các bạn hãy tham gia hai group Telegram của team mình. Mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhằm đọc được những thông tin về NFT cập nhật nhanh và hot nhất nhé. Cuối cùng đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho Bitum Gaming. Mình là Phantom, chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những video sau.